xin mời các anh em đang nghe một chiếc âm phụ dàn em biết em test cái tiếng mic cổ con JBL này, nói chung là tiếng rất là hay luôn. Nghe phải phụ dàn 13.600 thôi. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là mình đang ghép với đô la Abeta mà nhá. Nếu chung rồi, cứ tiếc nuôi em đi. Điều chỉ cho ta thường mình thêm vấn đa trong giấc mưa. Với dòng mic này thì ưu điểm nó hát dễ hát, nhẹ nhàng. Một người vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó. Mộng đẹp ứng mơ diệu nhau tối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Câu yêu thương một đời càng thêm đứng lên. Một thua bên đường. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chung rồi, cứ tiếc nuối anh tình. Yêu chi cho thất hồn mình hiện vẫn nát trong giấc mơ sau. Hẹn hò tình thơ một bên nhau. Lớp đêm chinh chiến tình lòng ơ. Gói đi chăng chặt nhau sâu. Nhưng ân tình đâu. Tay trong tay nhau. Hẹn ngày mai sẽ giữ mãi. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chung rồi, cứ tiếc nuối anh tình. Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vấn nát trong giấc mơ xa. Rồi ok không ơi. Em hiểu mình quay một video liền thôi thì em muốn quay cái phần test đường mic đằng trước. Ở đây một bộ combo có thể nói cực kỳ tuyệt vời khi các bác được nghe và thưởng thức. Hiểu mình đang ghép tiện là em test cái tiếng mic của dòng JBL này thì em cũng ghép thành một bộ dàn để các bác cùng chiêm ngưỡng cũng như là đánh giá. Thì ở đây thì em đang phối ghép với một cặp loa bãi xịn Abetime LMS. Đấy. À quên xin lỗi các bác, LMS bass 25 giá 5.500, con đẩy DB giá là 4.500, con đẩy là hàng mới nhá. Cái combo này là riêng của mỗi loa bãi thôi, còn ba thớt này. Ba thớt này là hàng mới này. Quên không vậy, tông tắt quạt không biết là có thu vào có bị xào xạo không. Thôi bây giờ quay xong rồi thôi, không cần đâu, không phải tắt đâu. Đấy thì con đẩy là 4.500, con vang thì em được khuyến mãi là 2.700 và bộ mic là 950.000 đồng. Tổng bộ này 13.650.000 đồng. Với combo chính hãng này có bộ micro JBL thì hàng loại 1 và những hàng nhập khẩu thì có dòng của DB và DB thì có vang và đẩy. Ba thiết bị mới và đồ loa bãi thì bác có thể ghép và chơi những không gian từ 20-25 và tối đa là 30m², không cần xuống các bác nhá. Rất dễ hát, hát nhẹ, bay cao. Thì tại sao em lại nói ở đây là em ấy chưa nắp ấy cho anh cái tay ấy, cái tay mình anh biết rồi, anh bỏ một cái đầu ở đây này. Em chưa chuẩn bị kịch bản trước bạn. Em giải hẳn cái đầu hộp đây, bỏ hẳn cái chồng hộp ra đây cho anh. Hẳn chồng ấy. Đó. Thì báo cáo ấy, tại sao mà em bán bộ mic có 950.000 đồng em lại nói như vậy. Tại vì báo cáo ấy thì cái dòng mic này thật sự nó rất là hay, rất dễ hát. Những bác nào mở thuốc lá, thuốc nào hát cái bộ này rất là hợp. Nhưng nó sẽ có nhược điểm, cái gì cũng thế thôi. Rẻ thì phải có nhược điểm. Nhược điểm của dòng này đó là bắt sóng không xa. Ví dụ như do bộ mic này em đang bán cho bác với 950.000 đồng này. Thì các bác chỉ hát được ở những không gian tầm độ 10, bắt được xa khoảng 10-15 mét. Em chưa thử hẳn nhưng mà nó được ít nhất là như thế. Nói chung tầm 20m đổ về, nói chung được 10-15m. Nói chung hát gia đình là thoải mái. Gia đình hoặc là anh em đi show kiểu kéo nhỏ thoải mái. Thì trước mắt các bác đây là Hiếu Minh đang review đến toàn thể các bác là model micro không dây JBL KMC10. Thì dòng này ý, thì bên nhà hạ số lượng em có về ít thôi, không có nhiều. Thì từ này em bán xả cho anh em. Thì trên thị trường em đang bán những mẫu này thì với giá đâu đó khoảng 1.600.000-1.700.000. Tùy nơi bán. Thì hôm nay các bác đến với Hiếu Minh em bán xả cái bản mới nhất 2024 với mức giá là 950.000 đồng một bộ này các bác nhá. Bảo hành 1 năm. Bán xả cũng bảo hành 1 năm cho anh em. Thì cần có dầu ăn kem. Rồi hát thì rất là feel luôn. Em những dòng mic ở phân khúc tầm trung trung để rẻ này thì nó sẽ thiên về tiếng echo nhiều. Nên là tại sao em nói là những bác nào mà trong thuốc lá thuốc lào ấy thì các bác lại rất dễ phối ghép và rất dễ là hát dòng này rất là feel luôn và nó dễ hát, nó không bị lặng. Đấy, dòng đặc điểm dòng này thế, mỗi tội là nhược điểm của nó là sóng nó không bắt được xa vài chục mét, nó chỉ bắt được khoảng độ 15-20 mét đổ về thôi các bác ạ. Đấy.
thì cái điều quan trọng là Hiếu Minh đã phân tích rõ, cũng là test phần chất âm, cũng như là tập trung vào giá. Thì thị trường anh em đoán, xin nhắc lại là đang bán với giá 6.7, 7.8, thì hôm nay Hiếu Minh bán cho anh em mức giá 950.000 đồng một bộ thôi, cho nhanh tay nhá. Số lượng em được nhà hãng gửi về được chục bộ thôi, bên kèm bên trong kèm thì nó sẽ gồm này, gồm cái phần pin là dùng một lần bỏ đi các nhá, pin này bên pin để test này, cục adapter này, adapter này, chống năn này, đấy, 6 ly này, đấy. Và tay của nó cũng rất chuyên nghiệp các nhìn này, phần tay này, phần tay thì tay màu đen rất chuyên nghiệp các nhá, cực kỳ chuyên nghiệp luôn, tay nhôm nhá các nhá, tay nhôm thiết kế rất là dày, chụp này, nghe nhìn các nhìn cái tay mic thôi rất chuyên nghiệp rồi, em quay cái máy hôm nay cảm thấy không led lắm. Đấy. Củ côn nó dùng củ côn là côn lụa đó nhá, côn lụa này. Rất xịn sò luôn. Giá hợp lý mà xịn sò anh em nhé, bảo hành 1 năm thì không xoay cho anh cái tay ra vừa. Thì trước đây nhà hãng gửi về được 10 bộ KMC9 thì mình bán hết rồi. Thì nay ra phiên bản mới luôn để em báo giá luôn, mức giá rất là tốt cho anh em chơi. Tay nhôm này các bạn này, các bạn nhìn ly nhôm nó này. Rất là dày. Hàng em giao tận nơi bác thử thiếp thoải mái, hát hay bác thanh toán. Đấy, Hiếu Minh nói rõ luôn. Vì cái giá này rất là hợp lý rồi, nó bộ mic nó thứ nhất là hát nhẹ hay. Vì nó chỉ có mỗi nhược điểm nào nó không bắt được xa được 3-40m, 4-50m nó không bắt được xa thế thôi. Còn đâu là tất cả các tiêu chí khác đều đáp ứng tất cả cho các bác anh em được. Đấy. Và những bác nào đã chơi những bộ micro này rồi thì cho em một comment, vì em đã cũng bán nhiều rồi. Và những bộ micro phiên bản cũ trước đây ấy, là phiên bản đàn em ấy, là phiên bản KMC9. Thì bờ em Hiếu Minh mới về nhất phiên bản 2024 là KMC10. Thanh lý xả cho anh em mức giá là 950.000 đồng một bộ. Em đút cho anh cái này vào cho anh. Chữa tay cho anh đây, để lên đây cho đẹp. Em xay. Nói chung phiên bản này thì rất là đẹp. Em rất là thiết kế này. Ngoài giá nó hợp lý rẻ thì nó thiết kế form rất là sang luôn. Thế nhận đây các anh nhìn. Bộ này là KMC10 các nhá. Mặt quắc là quắc đen này các nhá, quắc đen này. Viền nó viền hơi xám nhẹ thì rất đẹp luôn. Điểm nhấn. Màn lồi nhá các nhá. Quay cho bác một vòng. Nhìn. Dòng đen dài quá nhá, dòng đen dài. Thì bên trong thì có phần cắp nguồn này, phần thì 6 ly da nó cũng bằng mạ đồng hết 100% này, chân da này. Hai tay mic riêng biệt này. Đấy. Cái hai tay mic của chỉ có 950.000 đồng, bán như dòng mic không dây, bán như giá chỉ bằng một cái chiếc mic có dây thôi. Giá chưa bao giờ rẻ thế, chỉ có thời điểm này là thời điểm vàng bác mua hàng. Cái thứ hai nữa, thời điểm hè mà cái một số mã mà nhà hãng gửi, số lượng nó không quá nhiều thì mình bán xả. Lấy vốn về phụ bác anh em chơi và hỗ trợ chính sách bảo hành 1 năm. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Hiếu Minh nhá. Số lượng có ít thôi, cái này em có về có ít thôi các bác. Nếu bác có nhu cầu thì liên hệ Hiếu Minh nhá.